Xin chào tất cả anh em, nay mình sẽ lên một ít đồ nghề ha, thùng đồ nghề hàng bãi của Nhật. Đó thì đa phần những cái thùng này đã qua sử dụng ha, thì nói chung là nước thép bên trong thì cũng còn rất là tốt, chứ mặc dù nước sơn bên ngoài thì nó sẽ hơi ngả màu một tí xíu ha, do làm bãi. Đó, rồi thì hôm nay mình có tất cả là 5 cái thùng nha. Đó thì anh em coi cái thùng nào mà phục vụ được nhu cầu công việc của mình, đáp ứng được cái nhu cầu công việc của mình thì mình có thể mua sử dụng ha. Đó, rồi thì đầu tiên mình sẽ vô mô tả chi tiết ha. Rồi, cái thùng số 1 ha. Đây. Đó, một cái thùng số 1 thì đây là một cái thùng của Rinstar ha. Đây, cho anh em thấy ha. Đó thì nước ngoại si ngoại quan bên ngoài thì anh em mình thấy ha. Nước sơn đen của nó thì vẫn còn. Đó, nước sơn đen của nó vẫn gần, tay cầm của nó là bằng nhựa nha. Rất là chắc. Đó, mặt sau đây. Đây mặt đáy nè. Ha, mặt đáy ha. Cái này thì nói chung là hàng bãi cho nên là đa phần những cái mặt đáy của nó thì thường thường nó hơi bị chóc xi ha, nó chóc sơn ra ngoài. Rồi nếu mình thích thì mình sơn đen luôn cho nó chắc, hoặc là mình làm bánh xe hay như thế nào đó. Rồi ok, mình sẽ mình mở bên trong ở ra cho anh em coi. Đó, bên trong ở đây ha. Đó, thì ở bên trong của nó thì những cái ngăn như thế này, chiều dài này, mình nói thông số trước ha. Đây, cái thùng này nặng là 3 kg nha. Chiều dài nè 35 cm, đó, bề rộng của nó là 20 cm, và bề cao, chiều cao của nó là 15 cm ha. Đó, 15 cm. Đó, thì anh em thấy không, ở trên đây thì nó có những cái ngăn mình để đinh nè. Đó, để đinh hoặc là để vít hoặc là để gì đó, thì trên mỗi cái này á mình có thể rút cái này ra được ha. Đó, thùng này toàn bộ là hàng của hãng Rinstar. Đây, anh em thấy không, đó, nặng 3 kg, thùng này nặng 3 kg ha. Đó, rồi cái này thì mình bán giá là, cái này bán giá 400 nha, 400, mã số 1 nha. Đó, mã số 1 400, một cái thùng của Rinstar. Cái thùng này thì anh em nhìn thấy ha, mình đi công trình hay đồ mình đem theo cũng rất là ok, cũng ha, hoặc mình xài gia đình cũng được. Đó, rồi mã số 1 400, chuyển khoản bao ship nha, mã số 1 400. Rồi, cái thùng đây là cái thùng số 2. Cái thùng này của hãng Marvel nha. Đó, cái thùng này là của hãng Marvel. Đây, có logo Marvel dập chìm vô thân thép nha. Đó thì đa phần những cái thùng này hàng bãi nó về thì nước sơn bên ngoài nó hơi chóc một tí xíu nha. Đó, nhưng mà nói chung là mình xài thì ok. Chủ yếu là cái thép của nó, cái lớp thép của nó không bị rỗ nha, là được. Đó, thì cái thùng này nó dài á, tổng chiều dài. Đó, cái thùng này tổng chiều dài là 40 cm nha. Đó, chiều dài điểm đó đến điểm này là 40 cm. Bề rộng này là 17.5 và chiều cao này là 15 cm. Đó, cái thùng này thì thiết kế tay cầm của nó theo tay cầm kiểu này. Đó thì cái thùng cảm giác như nó chắc chắn nha. Cái lực của nó tản ra đều ra tất cả những bên. Ở trong đây thì nó có ngăn là mình để đinh nè. Đó, để đinh, để vít nó có tất cả 1 2 3 4 5 6 cái nha, 6 cái đinh. 6 cái để đinh. Rồi bên đây thì mình để những cái vít hoặc là cái gì đó bên đây. Còn ở dưới đây mình để những cái lớn hơn, thí dụ như là búa. Búa hoặc là mỏ lết hoặc là linh tinh nha. Đó thì cái mà đáy thùng này này để mà xài bên á, thì thường thường á mình sẽ cố gắng mình lấy một cái miếng cạc tông á, mình lót ở dưới đây mình xài cho nó sạch sẽ ha. Tức là nó hạn chế dầu mỡ, hoặc lâu lâu mình thay đi giấy cạc tông đi, là cái thùng của mình nó vẫn sạch sẽ, nó vẫn chả vẫn ấy ha, giữ được độ mới. Đó, để đây bên trong ha, còn ngoại quan bên ngoài thì anh em nhìn thấy ha. Đó, thì cũng còn tương đối là ok. Đó, mặt đáy đây ha. Đó, mặt đáy này thì nói chung là hàng nó chóc, nó bị sơn, nó bị chóc thôi, thực ra thép, lá thép của nó thì nó không bị ảnh hưởng. Đó, rồi cái này thì thùng này thì giá của nó là 400 luôn nha. Thùng này nặng 3,5 kg, thùng này nặng 3,5 kg, giá của nó là 400 luôn. Mã số là mã số 2 nha. Đó, mã số 2 nha. Đó, một cái thùng đồ nghề còn rất là ok của hãng Marvel. Rồi mã số 2 400. Rồi, mã số 3. Thùng này lớn nè. Thùng này thì thùng này size lớn hơn nha. Đó, cái thùng này thì rồi cái thùng này thì anh em thấy đây ha. Thùng này là của hãng đâu ơi, của hãng Rinstar luôn, thì thiết kế tay cầm kiểu này. Đó, mình có thể gạt ra hai bên. Đó, thì hình thức bên ngoài nó như thế này. Đó là một cái lớp sơn màu nâu ha. Đó, mặt đáy ở đây. Mặt đáy nó thì nó chóc sơn ha.
tróc sơn. Còn đây mình nếu mà không thích á, mình về mình xử lý lại bề mặt lại xíu, mình sơn lại xíu được ha. Cái thùng này thì nó hơi bị gắt chỗ này một tí xíu ha, nó hơi móp này chắc mình phải gò lại. Thực ra mình để đồ thì nó không có, mình xài thôi, còn nếu mình sưu tầm thì mình kiếm cái mới luôn. Rồi, cái đó là hình thức bên ngoài ha. Đó thì mấy cái thùng này á, thì nó ngoại quan nó thì thực ra nó cũng không có được đẹp đó, cho nên nhưng mà sử dụng về chức năng sử dụng á, thì nó vẫn là ok nha. Đó thì mình mở bên trong ra cho anh em xem. Thì cái thùng này là khá lớn nha, cái thùng này là thùng lớn, thùng lớn. Cái thùng này á, tổng chiều dài thùng này nặng là 4,5 kg nha, 4,5 kg đó. Thì cái tổng chiều dài này nè, tổng chiều dài từ điểm này đến điểm này nó là 38 cm, nó bề rộng của nó là 20 cm và chiều cao này là 19 nha. Đó thì trong đây nha, 38 cm là khá lớn ha, mình để được những cái búa rất là dài. Cái này của hãng Restar đây. Đó thì trong đây nó có hai ngăn nha, nó có hai ngăn bên trong đấy. Thì là lớp đáy này mình có thể lót thêm một miếng carton cho nó như mình nói ha. Nó lót một miếng carton lại là nhìn rất là ok. Nó chỉ bị có một cái điểm trừ duy nhất thôi, đó là nó bị hơi móc ở đáy thùng, một góc thùng một tí xíu đó, nó hơi móc ở chỗ này một tí xíu thôi đó ha, nó hơi cấn lại chỗ này xíu thôi, còn lại là lờ xài vẫn ok. Cái thùng này khá nặng ha, 4,5 kg. Rồi số 3 này mình bán giá cho anh em á, là số 3 này là để giá cho anh em là 480.000 đi nha. 480.000 đi. 4,5 kg rồi. Nó nặng tới 4,5 kg này ha. 480.000 mã số 3 nha. Đó, mã số 3 480.000. Thôi 450 luôn đi ha. Cứ chuyển khoản thì bao ship cho. Đó, cái này là cái thùng số 3. 450 đi. Bao ship luôn cho. Rồi, tiếp theo thùng số 4 nè. Đó, thùng số 4 này là thùng của KTC này. Đấy, cái thùng cùng KTC thì nói chung là hãng này thì nổi tiếng này ha. Đó, cái thùng này là khá là nặng. Cái thùng này thì nó có hai tầng ha. Một cái tầng trên, một cái tầng giữa, ba tầng, một cái tầng trên, một cái tầng giữa và một cái tầng đáy. Cái tầng đáy thì mình rút ở cửa này. Đó, mình rút ở đây, mình để đinh hoặc là để gì ha. Đó, để đinh hoặc là để gì ha. Đó. Đó, thì trong đây nó có tất cả là 1, 2, 3, 4 cái ngăn nha, nó có 4 cái ngăn. Đó, mình cũng xài thì mình đóng vô. Trong đây, ở đây, trên lớp mặt, mặt bên hông đây ha. À, tầng đáy của nó nè. Đó, đáy ha. Đó, bên trong đây. Bên trong thì nói chung là mấy cái này á, nước mưa nó vô cho nên hơi vàng xíu ha. Hơi vàng xíu. Ở trong đây thì nó có ba cái ngăn nhỏ nè, ba ngăn nhỏ, một ngăn xéo. Bên đây một ngăn này. Rồi ngăn giữa nè. Đó, cái này khá là rộng, cái thiết kế của nó thì nó để đồ được rất là nhiều. Cái này tổng chiều dài nó, bề rộng của nó là 40 cm nha. Đó, bề rộng của nó là 22 cm và chiều cao của nó là 19 cm. Đó, cái thùng này thiết kế của nó thì mình để được khá là nhiều đồ. Nhưng mà ngặt cái này nó hơi nặng ha, 6 kg. Ha, 6 kg, cái thùng này tới 6 kg lận. Đó, nhìn bên ngoài thì anh em không thích, anh em có thể sơn lại màu khác theo ý của mình ha. Tại vì cái nước sơn zin của nó thì nó hơi ngả màu một tí xíu. Còn cái thùng, về cái chất liệu của cái thùng này thì nhìn nó cũng cảm giác như nó cũng chắc chắn nha. Nó còn chắc chắn. KTC ha. Đó, rồi cái thùng này bán giá 550 chuyển khoản bao ship nha. Đó, mã số 4 nha. Mã số 4 550 chuyển khoản bao ship. Mã số 4. Mã số 4. Rồi mã số 5. Mã số 5 đây. Mã số 5 là cái thùng thùng này thì mini dùng gia đình ha. Đó, nó là mini nhưng mà thực ra nó cũng đủ để mà đáp ứng được các nhu cầu xài trong gia đình. Đó. Thì cái thùng này là dài là 35 cm, bề rộng này là 16 cm này. Bề rộng này là 16 cm ha. Và cái chiều cao này là 17 cm nè. Đó. Cái thùng này thì nói chung là đáp ứng được nhà mình, gia đình mình xài. Ok. Đó, để đựng đinh nè, vít nè, tắc kê hoặc cái gì đó ha. Đó, thì cái lớp đáy của nó mình về mình chịu khó mình làm thêm miếng giấy carton mình bỏ lót ở dưới mình xài cho nó bền ha. Đó, bên đây thì nói chung là cây này
Cái hàng này thì của hãng SB ha, Keton. Đó. Cân nặng của nó là 2 kg nha. Đó thì hình thức của nước sơn bên ngoài thì anh em nhìn thấy nó còn khá là ok. Đó. Cái này xài nó cũng dễ ha, xài ha. Rồi, cái thùng này đánh giá là 250 chuyển khoản bao ship nha. Đó, 250 chuyển khoản bao ship mã số 5 nha, mã số 5. Đó. Hình thức sách như thế này, 250 chuyển khoản bao ship mã số 5. Ha. Rồi. Hôm nay mình lên có tất cả nha. Thì anh em chọn được cái thùng nào phù hợp với lại cái nhu cầu công việc của mình thì vui lòng nhắn tin hoặc điện thoại, số điện thoại có để trên tiêu đề nha. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi cái video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại nha.